Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội Cựu chiến binh phường Hội hợp thành phố Vĩnh Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị hội cơ sở được Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên chọn tổ chức đại hội điểm. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng hơn 100 đại biểu chính thức đại diện cho 548 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn phường. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh phường hội hợp luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phân đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Hội luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác bầu cử, giải phóng mặt bằng, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, hội xây dựng quỹ hội với trên 657 triệu đồng vận động xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho một hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 250 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, cán bộ, hội viên gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu 15 đồng chí và ban chấp hành hội cựu chiến binh phường, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021, cả nước có gần 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 444,7 nghìn đơn vị, tương đương 8% so với năm 2016. Số lao động trong các đơn vị điều tra là gần 26 triệu người tăng 752,8 nghìn người, tương đương tăng 3%. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020 tăng 1,9% về số đơn vị và tăng 0,7% về số lao động. Số doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng, nhưng các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ có dấu hiệu chứng lại trong 5 năm qua. Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đều so với năm 2016 trong đó giảm mạnh ở khối doanh nghiệp. Theo kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, cả nước có 32.304 cơ sở hành chính, giảm 7,25% so với năm 2016, tương đương 2.520 cơ sở. Bình quân giai đoạn 2016-2020, giảm 1,86% một năm. Kết quả của hai cuộc tổng điều tra quốc gia đã góp phần giả soát, điều chỉnh bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin Ban dân tộc tỉnh, Công ty sổ số kiên thiết tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao ban công tác thi hành án dân sự quý 1 năm 2022. Trong năm 2021, Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 3.000 người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 18 xã thuộc các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch và Sông Lô. Phối hợp với các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, in 13.600 tờ gấp phát cho các đối tượng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 giáo viên và 10 học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số xuất sắc trong năm học 2020-2021. Ban dân tộc cũng tặng giấy khen cho 15 giáo viên và 200 học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu trong năm học 2020-2021. Đồng thời phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức viên chức tại huyện Tam Đảo, thu hút 99 học viên tham dự. Bên cạnh đó, ban cũng đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện đề án về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025. Năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tập thể Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã đoàn kết, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu năm 2021 của công ty đạt gần 80 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 18 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch, lợi nhuận năm đạt 2,5 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động năm 2022, công ty tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch năm đề ra, phân đấu đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, kế hoạch giao. Kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cường phối hợp với cơ quan công an đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Quý 1 năm 2022, toàn tỉnh thụ lý gần 3.700 việc với hơn 731 tỷ đồng. Trong đó, thụ lý mới là 1.630 việc với hơn 289 tỷ đồng. Dự kiến số việc số tiền thụ lý còn tăng trong thời gian tới. Cục thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ kế hoạch công tác, yêu cầu các tri cục trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đôn đốc chỉ đạo chấp hành viên tập trung giả soát, đẩy nhanh tiến độ các vụ việc thi hành án, nhất là đối với những vụ việc người phải thi hành án đi làm ăn xa trở về địa phương vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Chủ động, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh để đề ra các giải pháp cụ thể, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Án có giá trị lớn, án khó khăn, phức tạp, án tín dụng ngân hàng, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao. quý vị và các bạn, những ngày gần đây, số ca mắc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh gia tăng, số lượng F1 cũng tăng mạnh, nhất là tại một số công ty, doanh nghiệp, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện cách ly y tế ngay tại phòng trọ đối với các công nhân đủ điều kiện. Đây là một trong những biện pháp ứng phó linh hoạt, phù hợp và hiệu quả, góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, sự hợp tác của chủ nhà trọ và ý thức chấp hành nghiêm túc của người cách ly chị Xuyên, một công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Khai Quang có tiếp xúc gần với người mắc SARS-CoV-2. Sau khi được tổ phòng chống COVID cộng đồng tại nơi chị thuê trọ kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, mẹ con chị đã đủ điều kiện thực hiện cách ly ngay tại phòng trọ. Việc cho phép cách ly ngay tại nơi cư trú đối với F1 như chị Xuyên đã giúp người cách ly cũng cảm thấy thoải mái trong không gian quen thuộc và có điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi tốt hơn. Tôi hôm nay là cách ly được 8 ngày rồi và đã đi test 3 lần âm tính và cũng từ hôm đầu thì cũng được các anh ở tổ dân phố đã đến hướng dẫn là cách ly tại phòng như thế nào thì chúng tôi ở đây là phòng trọ khép kín cho nên là cũng không tiếp xúc gần với ai cả hả cho nên là hai mẹ con sẽ tự cách ly trong nhà cần gì thì sẽ nhờ mọi người là mua đồ đến và để ở ngoài cửa giúp để đảm bảo an toàn việc cách ly y tế tại phòng trọ, cường ừ, khai quang đã giao trách nhiệm cho lực lượng y tế, công an và tổ phòng chống covid cộng đồng phân loại, giả soát và xác định các đối tượng có đủ điều kiện cách ly tại phòng trọ, hướng dẫn cụ thể các biện pháp cách ly cho người thực hiện cách ly cũng như cả khu trọ. Đồng thời, phân công các thành viên tổ phòng chống covid cộng đồng bám sát địa bàn, phối hợp với các chủ nhà trọ để hỗ trợ kịp thời đối với người thực hiện cách ly. Sau khi được thực hiện cái cách ly tại nhà thì với các phòng trọ là đảm bảo được cái thứ nhất là cái yêu cầu là phòng trọ khép kín để cho gọi này anh em công nhân khi mà bị là tiếp xúc với f không thành một thì là cách ly tại nhà thì sau khi mà có quyết định được cách ly tại nhà thì tổ covid cộng đồng như tổ dân phố chúng tôi thì cũng là trực tiếp là đến trao quyết định và là hướng dẫn cho anh công nhân là về cái cách thức công tác phòng chống dịch ở tại khu trọ để làm sao đảm bảo công tác phòng chống dịch tổ trưởng tổ covid cộng đồng là thực hiện việc uh, thông báo báo là khu phòng trọ hoặc phòng trọ ấy có người cách ly cụ thể để cho cảnh báo đối với người tiếp xúc gần việc giám sát thì chúng tôi giao trực tiếp cho thứ nhất là trạm y tế phường thứ hai là công an phường thứ ba là tổ covid cộng đồng sẽ thực hiện giúp cho ban chỉ đạo và chủ đạo nhất là các tổ trưởng tổ covid cộng đồng tại tại nơi họ cư trú để thực hiện việc giám sát cách ly y tế theo đúng quy định. Việc cách ly các F1 tại phòng trọ đã tạo điều kiện cho các công dân không chỉ thuận tiện trong sinh hoạt mà còn rút giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các khu nhà trọ có người cách ly y tế, bên cạnh vai trò giám sát của Tổ phòng chống Covid cộng đồng cần sự vào cuộc của các chủ nhà trọ và ý thức của chính người thực hiện cách ly y tế.